Tài khoản Techcombank xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Do nhà sản xuất bình chọn cho đêm chung kết hôm nay sẽ là giải Anh Tài ấn tượng X-Traordinary. Đây là anh tài gây ấn tượng với công chúng và chính các anh tài khác về tài năng, về chuyên môn, về sự sáng tạo, về những tiềm năng đã được anh tài này khai phá cùng các anh tài khác trong chương trình. Và chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu chị Đỗ Mai Vi, giám đốc nội dung của chương trình, sẽ công bố và trao giải. Xin được chúc mừng anh Tài nhận được giải thưởng Anh Tài ấn tượng Anh Tài Hà Lê. Gọi là phục sinh, gọi là tuyệt vời luôn đấy. Em thực sự là không nghĩ đến cái tình huống này. Chắc là thôi một lần nữa em phải bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với cả chương trình, đối với tất cả mọi người và đặc biệt là đối với 32 anh tài còn lại. Bởi vì cái giải thưởng này của em chắc chắn là sẽ không thể nào mà có được nếu như không có tất cả những người anh em đang ngồi ở dưới kia ủng hộ và dạy dỗ và chỉ bảo cho em và yêu thương em. Cho nên là em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em yêu mọi người rất nhiều và yêu tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chúc mừng Hà Lê. Why Call Me By Fire series đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20h30 trên YouTube Yeah1 Entertainment, thứ tư hàng tuần từ ngày 3 tháng 7 2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20h trên kênh VTV3, 20h30 trên hệ thống YouTube Yeah1, thứ 7 hàng tuần.